Hello các bạn, đúng chế độ của mình. Vâng, mình là Lê Đức Hưng đây. Thì có rất nhiều bạn kêu mình chỉ họ cách làm YouTube. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chỉ các bạn cách để làm YouTube nha. Thì trên màn hình các bạn đã thấy rằng đây là một cái tài khoản YouTube đã được mở lại sau khoảng thời gian 3 tháng mà bị chết kênh. Thì muốn chạy xe á, thì phải học bằng. Còn muốn làm YouTube á, thì phải học nguyên tắc cộng đồng. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn nguyên tắc cơ bản đầu tiên mà ai cũng cần phải biết nếu muốn làm YouTube. Thì ở trên YouTube á, cái nguyên công tắc cộng đồng nó rất là dài mà các bạn chắc không hiểu đâu, nên mình sẽ rút gọn cái nguyên tắc đó lại nha. Thì cái bài hôm nay cũng vậy các bạn á, là nguyên tắc đầu tiên trong nguyên tắc cộng đồng YouTube đó là spam và các hành vi gian lận. Và chúng ta sẽ vô cái ý đầu tiên trong cái spam này. Bây giờ nội dung cầu kéo trong video. Cầu kéo là gì? Cầu kéo là hứa hẹn với người xem một điều gì đó nhưng lại chuyển người ta đến một web khác. Đó, cụ thể ở đây là web gì? Là web 18 cộng hay này nọ để lấy lượt lượt truy cập để kiếm tiền riêng. Đó, nội dung đăng quá nhiều lần, lặp đi lặp lại, không có mục đích cụ thể. Có nghĩa là một video mà bạn lấy đi, bạn đăng đi đăng lại nhiều lần là chứ không được nha. Đưa khán giả đến các trang web lan truyền phần mềm độc hại, món skin đồ đó chẳng hạn, hay là những ứng dụng chết mẻ tài khoản ngân hàng của bạn, hay là số điện thoại tin nhắn để thu thập thông tin cá nhân của bạn đó nha. Không nên làm những video như vậy. Nếu như mày làm những video như vậy sẽ bị YouTube ban kênh. Nếu đây không phải là lần đầu tiên thì YouTube sẽ đưa cảnh cáo đối với bạn. Khi bạn đủ ba cảnh cáo thì YouTube sẽ khóa kênh vĩnh viễn của bạn. Những bạn nào mà vi phạm á, thì hãy xóa video ngay đi nhé. Những cái nguyên tắc này á, mình lấy trên YouTube, không phải mình tự đề ra đâu. Đừng có khinh mình. Đây hoàn toàn 100% là của YouTube nhé. Ý tiếp theo trong nguyên tắc spam: siêu dữ liệu về hình thu nhỏ. Siêu dữ liệu về hình thu nhỏ là như thế nào? Có nghĩa là bạn đặt quá nhiều thẻ trong phần mô tả thay vì đặt thẻ khi tải video lên. Bạn chỉ nên đặt từ 1 đến 3 thẻ trong mỗi video và đừng ghi thẻ sai cái chủ đề của video của mình. Ví dụ như làm về Liên Quân thì ghi dấu thăng, ghi Liên Quân Mobile, cách thăng, livestream kéo anh Liên Quân Mobile. Như đó là đủ rồi, không cần phải ghi những tên những YouTuber khác để tránh trường hợp không có mà nói có là sẽ bị khóa tài khoản YouTube của các bạn nha. Cái tiếp theo, sử dụng hình thu nhỏ có hình ảnh của người nổi tiếng thì cũng như cái thẻ thôi. Mình làm về cái gì thì mình để hình cái đó nha. Bạn làm về Liên Quân mà bạn để hình của một ca sĩ nào đó, bạn ghi sai cái ý của cái kênh của bạn, sai tiêu đề, sai thẻ, sai hình thu nhỏ là YouTube sẽ đánh bạn spam. Mà spam quá nhiều sẽ bị quét và dẫn tới hiện tượng chết kênh như đầu video mình đã nêu lên nha. Sử dụng hình thu nhỏ, tiêu đề, nội dung mô tả hoặc thẻ để lừa người dùng vào nội dung sai lệch có thể dẫn đến những nguy cơ gây ra tổn hại nghiêm trọng ngoài đời thực, nên các bạn hạn chế lại giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Nội dung tiếp theo, lừa đảo. Lừa đảo là gì? Nội dung dụ dỗ dưới hình thức quà tặng bằng tiền mặt, các mô hình làm giàu nhanh chóng hay mô hình kim tự tháp, gửi tiền mà không có sản phẩm cụ thể theo cấu trúc kim tự tháp, có nghĩa là làm video để dụ dỗ người khác là khi họ
chuyển tiền cho mình, rồi mình sẽ gửi quà cho họ. Nhưng mà khi họ chuyển tới mình không gửi thì đó là hành vi lừa đảo. Các bạn không nên làm những cái clip giống như là sale một sản phẩm nào đó bất kỳ với giá rẻ, rồi kêu họ đặt tiền cọc cho mình, sau đó các bạn không đưa đồ cho người ta và lấy luôn tiền. Các bạn không nên làm như vậy, rất dễ dẫn đến nguy cơ chết kênh. Bây giờ đây sẽ là cái phần mà anh em thích nghe nhất, anh em đang băn khoăn nhất là cái phần này đúng không? Những hành vi mua bán, trao đổi giúp người đăng ký, nội dung nhằm bán các chỉ số tương tác như lượt xem, lượt thích, bình luận hoặc bất kỳ chỉ số nào khác trên YouTube đều vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Danh sách nội dung vi phạm này cũng bao gồm nội dung chỉ có mục đích chính là làm tăng số người đăng ký, số lượt xem hoặc các chỉ số khác. Cụ thể như sau: là việc bạn đi qua kênh người khác, bạn đề nghị họ đăng ký kênh cho bạn, rồi bạn sẽ đăng ký lại. Đó là hành vi mua bán trao đổi shop. Một cái kênh chính thống là kênh không có shop chiếu và không dùng bất cứ những cái ứng dụng bên thứ ba nào để tăng số lượng người đăng ký về like. Những hành vi lách luật sẽ bị YouTube xử phạt. Những bạn nào mà đang đi chéo shop á thì mình khuyên các bạn rằng không nên đâu nha. Việc bình luận lặp đi lặp lại một câu nói cũng cũng tính là spam, nên các bạn khi đi chéo shop á, các bạn hay thường ghi là chéo shop giùm mình nha, hay là này nọ, hay là đại chủ để trả đủ 4 bước. Mà các bạn cứ spam cái câu đó đi, spam câu đó lại là YouTube cũng sẽ phát hiện ra nha. Các bạn đi nếu làm YouTube á thì đừng nên spam những câu chửi nhiều hoặc là những câu nói gì đó quá nhiều lần. Các bạn chỉ nên trách một lần một thôi. Đó. Thì video của mình đã dài rồi. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái nguyên tắc cộng đồng đầu tiên mà để các bạn có thể dễ biết nhất trên YouTube. Thì quy tắc của YouTube rất là nhiều, nhưng mà mỗi cái nguyên tắc của nó thì có rất nhiều ý con. Và mỗi cái ý con á thì rất nhiều những cái rễ. Đó. Nên mình sẽ chỉ tất cả các bạn tất cả mọi nguyên tắc, nhưng mà mình không thể nào chỉ hết trong một video được vì nó sẽ quá dài. Nên mình sẽ rút ngắn. Mỗi ngày mình sẽ làm một cái nguyên tắc. Các bạn xem á, các bạn sẽ hiểu. Đừng tái phạm nha. Kênh mình đã chết vì mình đỡ hình thu nhỏ về những cái tiêu đề thẻ đồ. Lúc này không biết á, mình đã làm sai. Dám sai, dám nhận, dám sửa lỗi, đó mới là một con người tốt. Các bạn đừng nên ăn cắp, ăn trộm, re-up video của người khác. Đó. Cuộc sống này không ai cho không ai điều gì hết, nên chúng ta tự làm tự ăn đi. Chúng ta chứng tỏ chúng ta là một người sáng tạo. Một người sáng tạo có khả năng tự làm ra những cái clip hay, mà không cần phải nhờ đến bất kỳ một cái clip của ai, không nhờ đến tên tuổi của bất kỳ một ai. Tự mình đứng lên, thế mới là bản lĩnh. Cảm ơn bạn đã xem cái clip của mình. Nếu bạn nào thấy hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nha. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn đều sẽ làm được YouTube và hiểu hết tất cả mọi thứ mà các bạn đang nghĩ là rất khó khăn. Mình biết có nhiều bạn bị chết kênh, thậm chí là bị ăn gạt bản quyền, phải gỡ bỏ video. Nhưng mà các bạn hãy tin mình, xem clip của mình, các bạn sẽ hiểu tại sao. Về mình sẽ hướng dẫn để các bạn có cách khắc phục để kênh các bạn không bị mất nữa nha. Mình bị chết kênh và mình đã mở lại được, rất là vui. Và mình hứa với lòng rằng mình sẽ không làm bất cứ một điều gì sai phạm để YouTube có thể
khóa kênh mình một lần nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.